Manchester United thắng Wolves nhờ trọng tài Tha Pogba. Nhờ pha làm bàn duy nhất của Mason Greenwood ở phút thứ 80, Manchester United mới có thể vượt qua Wolves trong trận đấu muộn nhất vòng 3 Premier League 2021-2022 diễn ra đêm qua. Đây là thắng lợi gây tranh cãi, bởi dường như tiền vệ Paul Pogba của Manchester United đã phạm lỗi ngay trước khi Greenwood ghi bàn. Ở trận đấu nói trên, tiền vệ người Pháp của MU đã đá vào chân của Ruben Neves ngay trước mặt trọng tài, nhưng không hiểu tại sao ông vua áo đen lại cho trận đấu tiếp tục chứ không cất còi. Nhờ vậy, Greenwood mới có cơ hội đột phá trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút chéo góc mang về thắng lợi tối thiểu cho đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Bình luận về pha va chạm giữa Pogba và Neves, cựu tiền đạo câu lạc bộ Liverpool là Ruby Fowler đã chia sẻ trên Sky Sports như sau: "Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi. Pogba không hề chạm vào bóng, thay vào đó, anh ta đã đạp vào ống quyền của Neves. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại không xem đây là một pha phạm lỗi được. Ông ấy đâu có mù mà chỉ đứng cách Pogba chừng 2m. Tôi nghĩ bất kể Neves có ngã xuống sân ngay lập tức hay không thì trọng tài vẫn phải cất còi. Ông ấy không làm như thế vì cho rằng pha bóng của Pogba là hợp lệ. Bất kỳ ai hiểu về bóng đá đều không thể đồng tình với quyết định của trọng tài. Thật đáng lo khi một trọng tài cấp cao ở Premier League lại không thể xử lý chính xác một pha bóng đơn giản như vậy." Fowler kết luận. Trong khi đó, thủ phạm gây ra vụ tranh cãi là Pogba lại quả quyết hoàn toàn, trong sạch và tuyên bố: "Quan điểm của tôi là chúng ta đang chơi bóng ở Premier League, nơi những pha va chạm vừa rồi là 50-50, nghĩa là trọng tài có thể thổi phạt hoặc không. Chúng ta vẫn thấy những pha va chạm như vậy diễn ra hàng tuần, nhưng hôm nay cú ra chân của tôi lại mang ra màu xẻ. Nói chung, tôi cần phải xem lại video để đánh giá tình hình. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn có thể nói rằng mình không chạm vào người của Neves. Cuối cùng, nạn nhân của Pogba là Neves thì được hỏi về quyết định của trọng tài đã chân tình. Tất cả mọi người đều thấy những gì diễn ra trong trận đấu. Người ta nói với tôi trước mùa giải là công nghệ VAR có thể hỗ trợ trọng tài, nhưng điều đó đã không diễn ra ở trận đấu vừa qua. Tôi không ở đây để nói về trọng tài, nhưng mọi người có thể nhìn vào chân tôi để đánh giá. Thực tế thì tôi đã trình bày với trợ lý trọng tài và còn cho ông ấy thấy vết bầm ở chân, nhưng quyết định cuối cùng đã thuộc về họ." Neves kết luận.